Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Mau đưa tiền ra. Ta không cần biết các người là cao tăng hay thấp tăng. Đưa tiền ra. Nhanh lên. Sư phụ, người xuất gia làm gì mà có tiền chứ? Ai cho phép các người ở đây làm gà làm bậy chứ? Đạo Thành. Đi thôi. Đạo Thành. Thôi, đi mau lên. Lấy đồ hết, đi. Nhanh lên. Đi. Tuệ Linh. Đại sư vì đi thỉnh kinh, liều chết sang Tây, trải qua ngàn vạn gian nan mới đến được nơi này. Các người không được phép giết ngài. Đừng giết ngài. Đồ đệ ngươi sắp chết còn bảo vệ cho ngươi con nghĩa khí lắm. Nể mặt hắn ta tha mạng cho ngươi đó. Sư phụ, đến Hoa Châu dùng độ điệp của con để tử mạng khổ không thể. Tuệ Linh. Muốn chạy đâu? Phật tổ từ bi, đệ tử sang tay thỉnh kinh, thật không ngờ rằng phải dùng báo để tế. Phật tổ linh thiêng, xin hãy sớm siêu độ cho họ thành Phật.
A Di Đà Phật. Sư phụ, sư phụ, mau đứng lên, mau đứng lên đi, đứng lên, sư phụ, đứng lên đi. Đệ tử có tội, đã tới chậm một bước, làm sư phụ hoảng sợ rồi. Làm sao con biết sư phụ gặp nạn? Đệ tử dọc đường nhìn thấy công văn truy bắt người, sợ xảy ra bất trắc, đã đi suốt ngày đêm. Vừa gặp phải bọn người cưỡi ngựa của sư phụ, giác túi lương thực của sư phụ, biết có chuyện không may, cho nên đã giết hết bọn chúng, vội chạy thẳng đến đây. Cũng mừng là sư phụ không sao. Nhưng Tuệ Linh, Đào Thành hai đồ đệ đã bị bọn cướp giết rồi. Pháp sư, nghe nói có cáo thị bắt người về kinh, tuy là mang danh hình bộ, nhưng tất cả đều là vũ văn làm. Nếu không, biên phòng vì sao lại truyền lệnh truy nã một mình người? Cửa ải biên phòng làm sao lại biết được chuyện người sang Tây thỉnh kinh? Sư phụ cũng là bị danh tiếng làm mệt mỏi. Đệ tử sẽ hộ tống sư phụ ra khỏi biên ải để phòng bất trắc. A Di Đà Phật, nhưng con cũng là người không có giấy thông hành qua cửa ải. Đệ tử tự có cách khác, đến đó tìm cách vào cửa thành, lấy đại cái tên nào đó, chắc không bị sinh nghi đâu. Chúng ta chia đường ra đi, tối mai gặp lại. Sư phụ, ngựa này người hãy cưỡi đi. Tuệ Linh lúc sắp ra đi dặn ta dùng tên của đồ đệ ấy, điều này cũng hợp với ý con. Quyền Trang nếu không thỉnh được chân kinh về, thật có lỗi với họ. Đi thôi. Sư phụ, mau lên ngựa đi, lên đường thôi. Mọi người đều mong người thỉnh chân kinh về. Sư phụ, mau lên ngựa đi, mau lên đường thôi. Ngày mai chúng ta gặp ở Hoa Châu. Con đi đường con phải hết sức cẩn thận. Đi. Mau đi xem, ở phía trước ghi gì vậy? Ai đọc giúp xem, phía trước ghi những gì vậy? Ghi gì vậy? Có sư phụ Quyền Trang muốn sang Tây Phương. Sang Tây Phương. Lệnh các châu huyện nghiêm ngặt bắt giữ quân dân tăng giới, không được chứa chấp hoặc giúp đào tẩu. Kẻ vi phạm sẽ bị hối tội. Vậy một tên hòa thượng đến phương Tây thì có thể làm được gì đúng chứ? Rồi đều phải lo chuyện bao đồng sao? Đúng rồi, còn là chuyện bao đồng. Đúng rồi, tư nhân ra nước ngoài cũng không phạm pháp mà. Trời, cái thế đạo này hòa thượng đó rất giống á. Phải rồi, rất giống, rất giống. Đúng vậy, đúng vậy. Trời ơi, đừng nói bậy mà. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Đừng nói bậy nha, đừng nói bậy. Thôi được rồi, đừng có nói lung tung mà. Đừng nói nữa. Thôi đi đi. Đừng có nói nữa. Đứng ra, đứng ra. Đứng lại. Chuyện gì vậy không biết. Ta kêu người đó. Người định đi đâu? A Di Đà Phật, bần tăng Tuệ Linh từ Lương Châu đến. Bộ điệp của người đâu? Ngài xem, ta ở chùa Tuệ Thông, chủ trì là pháp sư Tuệ Thành. Ngài xem đi. Sao lại có máu hả? Đi, dẫn hắn đi. Nhất định đã giết người rồi. Đi, chính là hắn đó. Mở đi. Trời ơi, bắt hòa thượng làm gì chứ? Thiệt là
Ê, các người bắt hòa thượng hả? Người ta là hòa thượng, sao bắt người ta vậy? Đúng rồi, sao vậy? Bắt người ta? Nè, nè. Sao lại bắt người ta? Sao bắt hòa thượng vậy? Trời ơi, tham lam quá, chết có yên đâu. Bần tăng dọc đường gặp cường đạo, đồ đệ bị cường đạo giết chết. Ngài xem, vậy máu này từ đâu ra? Bắt giữ hòa thượng hả? Đúng là không có đạo lý mà. Thiệt tình á, đúng là không ra gì nữa. Chết cho coi. Sao lại như vậy chứ? Tôi nói rồi, đồ đệ bị cường đạo giết chết. Ngươi đừng có nói với ta. Ta cũng chỉ là làm theo lệ thôi, không có cách nào khác đâu. Đi thôi. Bần tăng quả thật là người vô tội. Ai biểu ngươi gặp phải ta hả? Làm ơn đi. Đi, đi, đi. Đi mau. Đi mau. Ôi, không biết có chuyện gì nữa. Chuyện gì nữa? Phải rồi. Sao lại bắt người vậy? Hòa thượng cũng bắt. Thái thú, ngài xem đi. Đây chính là tên hòa thượng đó. Dẫn lên công đường. Tuân lệnh. Lệnh. Đi. Ngươi là ai? Khai thật ra đi. Bần tăng chính là Quyền Trang. Vậy độ điệp dính máu kia, chuyện đó là sao? Nói mau đi. Tuệ Linh, Đạo Thành hai đồ đệ hộ tống ta đến Hoa Châu, dọc đường bị cường đạo giết chết. Tuệ Linh đưa độ điệp của nó cho ta qua cửa thành để giúp ta hoàn thành tâm nguyện sang Tây. Nếu là như vậy thì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đưa ngươi về kinh. Quyền Trang, ta chết vẫn muốn sang Tây, tuyệt đối không sống mà về đâu. Bổn quan cũng tính Phật hành thiện, có điều đô đốc đã lệnh theo lệnh của hình bộ, đầu của pháp sư cũng không còn nữa. Đô đốc ngưỡng mộ danh tiếng pháp sư đã lâu, đặc biệt cố ý soạn công văn truyền lệnh, một khi bắt được thì cẩn thận hộ tống pháp sư trở về kinh. Pháp sư, mời ngài đến phòng khách nghỉ ngơi. Phật tổ tội nghiệp Quyền Trang, sang Tây sao lại dịu gian nan như vậy? Dẫn pháp sư đi nghỉ đi. Tuân lệnh. Pháp sư mời. Đại nhân có gì căn dặn? Các người phải hầu hạ cẩn thận. Bây giờ ta phải đi Lan Châu để gặp đô đốc. Tuân lệnh. Lệnh. Rót cho đầy ra. Rót cho đầy nha. Rót rồi. Sao lại ngủ rồi? Nè, sao vậy? Nè, sao ngủ vậy? Ngủ rồi. Tỉnh dậy. Ê.
Ai đó? Sư phụ à? Con. Sư phụ. Thần thứ. Đây không phải chỗ nói chuyện đâu, đi mau. Mau. Mau đi thôi, đi. Chết rồi, tự nhiên gì dạ? Nữa. Ê, chết rồi. Ê, chuyện gì vậy? Trong xe máu, nhanh lên. Hả? Sao rồi, sao rồi? Ê, không ổn. Trời ơi, không ổn rồi. Hòa thượng chạy rồi. Báo đuổi theo, báo theo. Hòa thượng chạy rồi. Vì cứu ta ra thành, con lại hại bao nhiêu người rồi. Đệ tử không dám làm sát vô tội, chỉ cho thuốc mê ngất xỉu thôi. Sư phụ à, có một vị muốn được gặp người. A Di Đà Phật. Sư phụ. Người này tên Tư Phan Đà, là người Hồ Tây Dịch. Nói là có từng tới Trường An. Ở Trường An có nghe pháp sư giảng kinh, kính phục chí san tay của sư phụ nên muốn làm đệ tử của Phật, đi theo sư phụ hoàn thành chí san tay thỉnh kinh. Nè Tư Phan Đà, cậu có qua chào sư phụ. Tiểu nhân Tư Phan Đà nguyện theo sư phụ san tay. Pháp sư thần thứ đã ba lần xả thân tương cứu, Quyền Trang có đức gì chứ? Đây không phải là chỗ để nói chuyện đâu, mau đi thôi. Đi. Đô đốc đại nhân, hạ quan có việc cần bẩm báo. À, mời ngồi. Tại đại nhân, theo lệnh đô đốc, hạ quan đã giữ Quyền Trang ở dịch trạm rồi. Nhớ hầu hạ cho tốt. À, tuân lệnh. Người này là cao tăng đại đức đương triều ta, một lòng hướng Phật. Không biết người nào ở hình bộ lại hồ đồ như vậy, dám hạ lệnh bắt giữ, muốn làm thay đổi chính pháp. Ta rất nghi ngờ, nên đã hạ lệnh các châu. Nếu như có bất kỳ ai gặp được đại sư, phải đối đãi cho tốt, sau đó phái người cẩn thận hộ tống về kinh. À, vậy vậy quá tốt rồi. Đại sư vì theo đuổi chân kinh Phật pháp, giữa đường gặp cường đạo, hai đồ đệ đã bị giết, vẫn không từ bỏ ý chí, thề nguyện sang tay, thật khiến người ta cảm động. Đô đốc có thể tấu lên thánh thượng ân chuẩn phá lệ cho đại sư sang tây để được tội nguyện ấy không? À, ta cũng có ý như vậy. Đại sư vì phổ độ chúng sanh, quảng bá Phật pháp, chí của ngài thật đáng kính, hành động ngài đáng khen ngợi. Còn công dân này sẽ do ngươi giết thai, ta sẽ chứng và đóng ấn tính lên thì được rồi. À, nếu không chê bai, hạ quan tuân lệnh đi làm. Bẩm cáo, Hoa Châu đến báo Quyền Trang không biết được ai cứu thoát, không biết bây giờ chẳng chạy hướng nào rồi.
Còn ngây người ra đó làm gì? Không mau đi giết công dân của ngươi đi. Vậy cô được Tam Quỷ sư phụ căn dặn đưa ra khỏi Hoa Châu, không thể đi tiếp nữa. Cô Tư Phan đã ở đây, con mau chóng về đi. Sư phụ à, vậy đệ tử không tiễn nữa. Về sau dọc đường tất cả nhờ Tư Phan đà rồi. Sư phụ bảo trọng, đệ tử xin cáo từ. Quyền Trang dạng chết không từ bỏ Thỉnh Chân Kinh về, trở về chuyển lời với sư phụ Tam Quỷ Trịnh Thiện Quả đại nhân, nói họ yên tâm. Vất vả rồi. Tư Phan Đà, đại sư giao cho ngươi rồi, đi đường cẩn thận. Cẩn thận nha, nhớ cẩn thận đó. Tiểu đệ nhất định không phụ trọng thác của sư huynh, xin yên tâm trở về đi. Thần thứ, trở về hãy hầu hạ tốt cho sư phụ Tam Quỷ. Cứ yên tâm đi. A Di Đà Phật. Sư phụ bảo trọng. Lên đường bảo trọng đó. Huynh hãy yên tâm. Tạm biệt. Đệ tử, người của con vừa già vừa ốm, không ngờ sức dẻo dai quá. Đường già mới biết sức ngựa, ngựa già thì quen đường. Đừng chê nó vừa già vừa ốm, nó đã đi lại Y Ngô 55 lần rồi, lần nào cũng đầy tải. Nó chịu đói chịu khát, chạy cũng rất nhanh. Ngựa của sư phụ là ngựa phú quý, rất đẹp nhưng mà dục không tốt. Sớm biết như vậy, bảo người tìm tin con ngựa như vậy để đỡ lỡ việc. Sư phụ đừng lo, người cởi ngựa của con dắt ngựa của người. Dù là đi bộ, con cũng theo kịp sư phụ đó. Sư phụ à, người mau lên ngựa đi. Vậy làm sao được? Thôi sư phụ đừng có nhường nữa, hôm nay chúng ta nhất định phải đến được sông Hồ Lô. Sư phụ à, mau lên ngựa đi. Thôi được. Từ được. Từ. Đi, đi. Chặt chưa?
Sư phụ à, qua đây. Nè, để con đỡ người. Hướng đó là biên ải, vượt qua được chúng ta sẽ được an toàn. Sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Được, nghỉ ngơi một chút. Sư phụ, ăn chút gì đi. Đó là đi tiếp về phía trước chính là phong quả đại thứ nhất rồi. Chỉ đi được trong đêm thôi, chỉ có thể lén đi trong đêm. Vậy chúng ta đến tối mới đi. Dạ. Là sư, nếu được Phật giúp sẽ luôn có thể hóa giữ thành lành. Thiệt thòi cho con rồi. Sư phụ à, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Người không nên đi lung tung nha. Được rồi, có yên tâm. Sư phụ à, ngồi nghỉ đi. Con cũng ngồi đi. Dạ.
Nè, hả? Ngươi xem là kia kìa. Đó là cái gì vậy? Kia, người nào vậy? Người nào vậy? Mau ra đây. Không ra hả? Để đi mau. Chúng ta bắn tới đó. Đúng rồi, bắn đó. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Mau. Mau. Chạy mau. Ê, các người qua đây cho ta. Qua lên, qua lên. Nghe đây, có giặc tới xuất quan, mau đi chặn chúng đi. Chú lệnh. Nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Bắn tên. Uống chút nước đi. Sư phụ, người uống đi. Uống đi. Sư phụ, người xem. Đã thắp sáng một phong quả đài rồi. Những phong quả đài khác cũng sẽ được thắp sáng thôi. Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Sư phụ, phong quả đài đều xây ở nơi có cỏ có nước. Chỉ có theo con đường này mới có thêm được nước và cỏ. Chúng ta rất khó đi qua được bốn phong quả đài. Một khi bị bắt, ắt sẽ mất mạng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận nhiều hơn, chắc chắn sẽ qua được. Con ngủ đi. Dạ. Để sư phụ nghĩ cách xem sao đã. Buông hạ đồ đao, lập tức thành Phật. Để đồ đao xuống, lập tức thành Phật. Để đồ đao xuống. Sư phụ cứu con, sư phụ cứu con, sư phụ cứu con. A Di Đà Phật. Sư phụ cứu con. Tư Phan Đà, có chuyện gì vậy?
Sao đao này lại rớt ở đây? Sư phụ, cứu con! Sư phụ, cứu con! Sư phụ, sư phụ, lúc nãy con nằm mơ thấy ác mộng. Con mơ thấy con có thái độ vô lễ đối với sư phụ, mong sư phụ thứ tội. Khi mộng thành thật, thật là mộng. Không cần nói nằm mộng, con hãy nói sự thật đi. Phía trước còn hơn 100 dặm đường phải đi, dậy sớm chút mới có thể đến kịp được. Sư phụ à, người hãy đi trước một bước đi, đồ nhi sẽ tới sau, ha. Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Lời nói này của con đúng là bắn tên có đích. Sư phụ à, đồ nhi không hiểu. Cái gì gọi là bắn tên có đích vậy? Sao hả? Lời con tự nói ra, lẽ nào con không hiểu được? Lúc nãy con hối ta đi trước, chẳng lẽ ta không hiểu sao? Con muốn ta đi trước một bước để con dạy bắn giết ta từ phía sau, có đúng không? Sư phụ thánh nhân đã nhìn thấu tâm của con, đệ tử tội chết. Con sợ bị giết nên muốn giết ta lập công. Ý này là do hoàn cảnh mà ra. Thiện ý gặp trở ngại, nghĩ sai một bước, phước sẽ biến mất. Những gì sư phụ nói rất đúng, cầu xin tha tội cho con. Ta là sư, ta làm bần tăng sang tay dạng dặm, không làm quan lớn, theo đuổi danh vọng. Triều đình ngăn cản ta sang tay, chưa hề dám giết hại một cao tăng. Nếu con giết ta, tội chết khó thoát. Sư phụ khuyên con hãy bỏ đao xuống. Đệ tử tội chết, cho con về nhà. Đệ tử bất hiếu, đệ tử đáng tội chết, vạn lần xin thứ tội. Sư phụ, sư phụ. Đi đi. Sư phụ. Đi đi, mau đi đi. Mau đi đi. Sư phụ ạ. Người. Đi đi, đi đi. Con cứ yên tâm trở về. Dọc đường nếu có người giết ta, ta cũng không khai ra ý đồ của con. Con bảo vệ ta sang tay, công đức vô lượng, sư phụ làm sao có thể hại con. Đi đi, đi đi, mau đi đi. Đệ tử, đi đi. Đệ tử vô duyên, xin cáo từ tại đây. Được rồi, đi đi, đi đi. Đi đi.
là chuyện gì xảy ra vậy? Đúng rồi, đọc nghe đi. Đọc đi. Nghe đi, đọc đi. Được. Có quyền trang đại sư tự ý xuất quan, lệnh cho các châu huyện nghiêm ngặt bắt giữ quân dân không ai được chứa chấp hoặc giúp đào tẩu đó. Thì ra là vậy. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xem rồi, đi, xem đi. Thượng đó. Mày nói mày muốn bắt một tên phải quả rồi đó. Bắt một hòa thượng đó. Trời ơi, thế đạo thì làm sao bình yên được? Ghen nhất là lấy danh nghĩa công mưu lợi riêng. Trời đúng ơi, một hòa thượng xuất quan có gì so lấy ta như ông chứ. Đúng rồi, làm vậy làm sao thiên hạ sao thấy bình được chứ? Phải rồi, kỳ quá đi. Thiên hạ thái bình được. Làm sao thiên hạ thái bình được? Xuất quan chuyện nhỏ thôi. Xuất quan mà thôi, nói nhỏ đâu. Chỉ bắt gì. Ê! Nhanh lên! Nhanh lên! Chưa! 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 Nè! Ê! Đi xem! Đến rồi! Đến tới rồi kìa! Xuống ngựa. Mau lên. Người xuống ngựa cho ta. Xuống ngựa. Trói lại đi. Các người làm gì vậy? Trói lại. Biết điều chút đi. Bắt lại. Đi. Trói lại đi. Các người muốn làm gì? Im đi. Làm cái gì á? Đi. Ngươi là bậc thánh. Đi mau. Đi. Ta là người xuất gia, các người nhầm lẫn rồi. Đừng hòng gạt bọn ta. Đi nhanh lên đi. Kẻ bậc thánh. Đi nhanh. Bọn ta sớm có thông tin rồi. Đi nhanh lên. Đi. Ê, Phong Quả truyền tin đã đợi ngươi mấy ngày nay rồi. Lạnh quá. Mà lên đâu đi không? Các người muốn làm gì? Vào đi. Pháp sư không giống tăng nhân Hà Tây, nghe giọng nói hình như đến từ kinh đô, phải không? Đúng vậy. Người lẽ nào không nhìn thấy công văn Lý Đô Đốc lệnh bắt bần tăng sao? Ngài chính là pháp sư Huyền Trang à? Mau cởi trói. Tuân lệnh. A Di Đà Phật. Dạ. Còn không mau mời ngài ngồi. Tuân lệnh. Pháp sư. Dạ. Lý tôi được gặp pháp sư đúng là có phước ba đời. Các người cớ sao lại bắt tôi? Hôm qua Phong Quả truyền tin cho rằng có mật thám, không ngờ lại là pháp sư. Xin thứ tội. Ngài dám chống lại mệnh lệnh của Lý Đô Đốc sao? Quan huyện không bằng hiệu quản. Ta và binh sĩ ở rừng núi hoang dã này trên dưới một lòng giống như huynh đệ vậy. Ta không nói thì không ai dám nói ra đâu. Không ngờ tướng quân cũng đối đãi người nhân ái như vậy. Ngài quá khen rồi. Nếu đã như vậy, mong tướng quân giúp ta đi thiên trúc để cầu Phật. Mạc tướng xin nguyện tu công đức vô lượng. Có điều là pháp sư cô thân một mình, thiên trúc lại xa đến như vậy, hiểm trở khôn lường, e rằng khó đến nơi được. Huyền Trang 13 tuổi vào cửa Phật, sống vì cầu chánh pháp, chỉ mong tịnh hết Phật điển, thống nhất Phật pháp. Đáng tiếc là kinh sách trong nước thiếu thốn, quan niệm Phật pháp rối loạn, chép một sai hai. Huyền Trang khắp nơi thăm viếng cao tăng, tiếp thu hết bảo điển thiên hạ, vẫn chưa tỏ tường.
chỉ đành đến Thiên Trúc tỉnh chân kinh về. Quyền Trang lần này đi không biết đường xa gian nan, trải qua trăm trận yêu ma cướp giật, đều là hiểm nguyên thập tử nhất sinh. Nhưng mà một nghĩa gì chánh, dù chết vạn lần, một pháp gì dân, xả thân há tiếc. Rất mong tướng quân đây giúp cho. Y sư pháp sư thật lớn lao cao đẹp, chấn động cả thiên địa, cảm động quỷ thần. Mạc tướng tuy bất tài, cũng nguyện xin dắt ngựa cho pháp sư. Tạ tướng quân. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị lương khô nước uống, vật dụng cho đường xa, ngày mai tiễn pháp sư xuất quan. Tuân lệnh. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Pháp sư à, ngồi nghỉ một lát đi. Mạc tướng phụ trách giữ cửa khẩu, chỉ có thể tiễn đến đây mà thôi. Pháp sư đi về hướng Bắc, còn phải băng qua ba phong quả đài. Hiệu quý Dương Ba Long ở phong quả đài thứ tư cũng rất tin Phật Pháp. Nếu đi qua phong quả đài thứ năm, trước tiên ngài sẽ đi qua sa mạc, qua bích 800 dặm. Đi được 5 ngày, sẽ có một con suối tên là Giả Mã, ngài phải nhớ cho kỹ. Ngoài ra không có một cọng cỏ ở đó, pháp sư tuyệt đối không được bỏ lỡ. Nhưng vậy suốt chặng đường phải nhờ người già quen đường thôi. Tư Phân Đà đổi người cho ta cũng rất có công. Tướng quân nếu biết phong quả đài nào bắt giữ tiểu đồ, xin tướng quân tuyệt đối đừng làm khó đồ đệ ấy. Pháp sư thật từ bi, chỉ nhớ việc thiện của người, không nhớ cái ác của người. Nếu bị bắt giữ, mặt tướng sẽ không làm khó họ. Pháp sư bảo trọng, tuyệt đối không được bỏ lỡ suối Giả Mã, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Xin nhớ kỹ. Pháp sư xin nhớ kỹ. Đa tạ tướng quân. Pháp sư, nếu gặp hiểm trở, ngài vẫn có thể quay lại theo con đường cũ cũng được. Xin tướng quân dừng bước. À, pháp sư, đi đường cẩn thận. Cho dù là dũng tướng, cũng khó lòng mà theo kịp ngài. Đúng là dũng sĩ. Đi về Tây, đường dằn dặt, trải qua bao gian khổ không quán tháng. Tâm có Phật tiến đến phía trước, bể khổ mênh mông, tiếng ngựa nghe như ai quán. Đường về Tây xa dịu dợi, xa dịu dợi.
đi về Tây, đường dằn dặt, trải qua bao gian khổ không quán tháng. Tâm có Phật tiến đến phía trước, bể khổ mênh mông, tiếng ngựa nghe như ai quán. Đường về Tây xa dịu dợn, xa dịu dợn. Ông ấy tỉnh rồi. Pháp sư tỉnh rồi kìa. Pháp sư. 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 Nếu đã bị các người bắt rồi, xin các người mang đầu ta về cho đô đốc. Ta quyết không sống quay về. Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Mạc tướng chính là Dương Ba Long. Thánh thượng đã biết pháp sư xuất quan sang Tây, phát thánh dụ phi mã truyền lệnh thả ngài và đưa đến túi vải vàng, nói là tặng cho pháp sư. Đà Phật. Thánh thượng long ân, bần tăng hiểu rồi. Nắm đất quê hương này mãi mãi gắn chặt trong lòng bần tăng. Huyền Trang pháp sư, tôi đã chuẩn bị cho ngài lương khô và nước uống trong 10 ngày. Dải sa mạc dài 800 dặm này, xuyên qua nó là tới Nghĩa Ô rồi. Nơi này hoang sơ không biển người, biển cát mênh mông, tuyệt đối phải giữ gìn tốt túi nước.
Đa tạ tướng quân lo lắng. Con ngựa này sẽ mang theo nước, lương khô, thức ăn cho ngựa cũng chính là tính mạng của pháp sư. Đặc biệt là nước, phải giữ gìn cho tốt. Đa tạ tướng quân lo lắng. Bần tăng nhớ kỹ rồi, không phiền tướng quân tiễn nữa. Ngài về đi. A Di Đà Phật. Xin nhớ, trăm dặm nữa sẽ có suối Giả Mã, có thể lấy được nước uống. Pháp sư. A Di Đà Phật. Xin dừng bước. Dạ được. Cho ngươi chỉ còn một chút nước này thôi. Suối Giả Mã cách đây vẫn còn rất xa. Ta cũng phải uống một ít. Nước. Quyền Trang, sư đệ, sư đệ, pháp sư, pháp sư.
Nhẹ tay một chút nha. Nhẹ tay chút. Nhẹ tay chút. Kiên lên đi. Từ từ. Chậm thôi, chậm thôi. Từ từ, từ từ, từ từ thôi. Ừ, đỡ lấy. Cẩn thận. Chậm thôi nha, chậm thôi nha. Cẩn thận, cẩn thận. Chậm thôi. Đặt xuống. Rồi, xuống đây, xuống đây, xuống. Pháp sư à, ngài tỉnh lại đi pháp sư. Pháp sư. Sư phụ lại đi. Sư phụ à, ngài tỉnh lại đi sư phụ. Tỉnh lại đi, sư phụ à. Ngài tỉnh lại đi. Sư phụ, sư phụ. Tỉnh đi sư phụ. À, cho ngài uống chút nước. Sư phụ à, tỉnh lại đi. Nè. Dạ. Cho ngài uống viên thuốc đi. Từ từ thôi. À, ngài tỉnh lại từ 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 từ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hay sư phụ, ngài tỉnh lại rồi. Hay quá. Tốt lắm, tốt lắm. Sư phụ. Sư phụ à. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hay quá, hay quá. Tỉnh rồi. Hay quá. Sư phụ à. Đa tạ. Tốt quá. Ta biết ngài là câu tăng từ đại đường đến. Tài giỏi quá. Đúng thật là giỏi. Đúng vậy. Đúng, giỏi thật. Đời này á, ngay cả chim cũng không bay qua nổi. Ngày một mình thật là tài giỏi nha. Tài giỏi lắm đó. Đúng vậy, đúng vậy. Nói rất đúng. Này nè, để ta dâng nước cho ngài. Đây là nước suối giả mã. Đây. Nè. Uống đi. Đây, uống đi, uống đi. Uống đi, uống vô sẽ khỏe ngay. Đa tạ các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi nói chuyện được rồi. Vậy là tốt rồi. Tốt quá, tốt quá. Ngài nghỉ ngơi đi. Ngài làm nghỉ đi cho khỏe. Dạ đúng rồi đó. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa ngài đến Nghĩa Ô. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày mai chúng ta cùng đưa sư phụ đi. Có được không? Được chứ, được chứ. Để ngài nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Ngài nằm nghỉ nha. Thiệt là tài giỏi nha. Thật là đúng là cao tăng nha. Đúng là cao tăng chứ. Đúng rồi. Ngài đây giỏi quá. Một bình một ngựa mà đi vậy đó. Đúng là có phước ba đời nha. Mau đi thám thính đi. Tuân lệnh. Đại dương à, tiên nhân đã đợi các ngài mà chưa đến. Tiếp tục thám thính đi. Đi mau. Đi mau. Tuân lệnh. Cả người cũng đi. Tuân lệnh. Đại dương à, vẫn chưa đến. Đại dương vẫn chưa đến. Lùi xuống đi. Tuân lệnh. Để đó đi. Hoàng huynh à, lựu này là muội vừa hái xuống đó, ăn chút đi. Hoàng huynh à, pháp sư Huyền Trang là người nào vậy chứ? Lo lắng đến cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, còn lo hơn việc lập Dương Phi nữa. Đúng vậy. Với tài hoa của Dương muội, muội có xem trọng ai đâu chứ? Trừ khi
Đức Phật hạ thế. Nếu không, muội không thèm gặp đâu. Tùy muội, tùy muội. Gặp rồi muội sẽ biết. Huynh cứ đợi đi, muội đi ngủ đây. Đại Dương, có tin gì không? Không có. Đã là ngày thứ sáu rồi. Chẳng lẽ Nghĩa Ô Dương dám đối kháng với ta, bắt giữ Quyền Trang Pháp Sư? Nghĩa Ô Dương đâu phải đối thủ của Đại Dương. Ngài đó quá nôn nóng rồi. Cho dù là lạc đà lái buôn cũng phải đi 7-8 ngày. Đừng đợi nữa, đi ngủ đi. Đại Dương, đi ngủ đi, hả? Đi thôi. Không, ta ngủ không được. Nàng không được đi. Ở đây cùng đợi với ta. Đại Dương đón được Quyền Trang Pháp Sư rồi. Tốt, quá tốt rồi. Mau, bày giá kiên tiếp. Pháp Sư, Phật đã chờ được ngày đến rồi. Ngày hại ta, ăn không ngon cũng không yên đó. Pháp Sư, mời, mời. Bần tăng vốn nên theo hướng bắc đi thẳng đến Rột Quyết. Cảm động lòng thành của Đại Dương nên gấp gáp rẽ sang đây. Mời Pháp Sư. Pháp Sư, chúng tôi đã mong ngài 6 ngày 6 đêm rồi. Hôm nay ngài cuối cùng cũng tới. Đi đường chắc là vất vả lắm hả? Ngài muốn đến chỗ Y Hộ Khả Hãn, ta nói giúp ngài. Ngài yên tâm đi, yên tâm đi. Quyền Trang được Đại Dương đón tiếp nồng nhiệt như vậy, cảm thấy hơi bất an. Đâu có. Pháp Sư đến thăm bổn quốc khiến ta Đà Phật cảm thấy rất là vinh hạnh. Đây là Bảo Hậu, đây là Đại Pháp Sư Quyền Trang. A Di Đà Phật. Pháp Sư mời. Mời. Mời Thượng Tọa. Không dám. Xin dẫn của ta một lại. Như vậy sao được chứ? Đệ tử nghe tin Pháp Sư đến Nghĩa Ô nên 6 ngày 6 đêm không ngủ được, ngày ngày trông ngóng Pháp Sư đến bổn quốc. Hôm nay vì Dương Phi, Dương Muội cuối cùng đã chờ được Pháp Sư đến rồi. Bần tăng Quyền Trang được Đại Dương hậu ái như vậy, vô cùng kinh sợ. Thiện tai. Đâu có. Dương Phi, Dương Muội mau qua tham kiến Pháp Sư đi. Đa phiền các vị đại giá. Mời ngồi. Pháp Sư, Đại Dương mong Pháp Sư như mong trời mưa. Pháp Sư có thể đến thăm Tề Quốc là vinh hạnh của Cao Sư. Đúng vậy đó. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Pháp Sư giống như Phật Tổ chuyển thế. Đúng là lời đồn không hề sai. Quyền Trang nhất giới bần tăng chỉ là học danh đã quá khen rồi. Hổ thẹn.
Đại Dương, đã chuẩn bị xong nước thơm, mời pháp sư tắm gội. Sao không ăn cơm mà tắm gội trước vậy? Không phải nói tỷ trần đại khách sao? Ở thành Tây Cao Xương chúng ta danh bất hư truyền. À, đúng vậy. Pháp sư mời. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt, pháp sư mời. 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 Mời, mời. Pháp sư, pháp sư. Bần tăng là người xuất gia, không cần phiền hai vị hầu hạ. Pháp sư, chúng tôi theo lệnh đại dương đến hầu hạ pháp sư. Nếu biểu bị về, chúng tôi bị mất mạng đó. Lý nào là vậy? Bần tăng đi gặp đại dương. Không được đâu, đại dương sẽ phẫn nộ đó. Pháp sư. Ủa? Sao danh vậy? Tắm xong rồi à? Ân tình đại dương dành cho bần tăng, bần tăng vô cùng cảm động. Đừng khách sáo. Có điều theo ý bần tăng, ở trong chùa có lẽ tốt hơn. Lúc nãy hai vị thị nữ không hiểu tăng phong tục Trung Quốc, rất mong đại dương thứ tội. Pháp sư đã nghĩ nhiều quá rồi. Chủ theo ý khách, xin mời dùng cơm trước vậy. Được, mời. Mời. Đại pháp sư, bên trong mời. Mời. Mời, pháp sư mời. Mời pháp sư. Pháp sư đừng khách sáo. Được rồi. Mời pháp sư. Dưới luật đạo Phật, ở đại đường rất nghiêm, thứ tội bậc tăng không thể dùng cùng. Ê, pháp sư, xem như nhập gia tùy tục, linh đạo một chút vậy. Ở đây Đại Dương, tăng tục có khác, sao không chuẩn bị một ít đồ chay cho pháp sư, loại bỏ ca múa, mời pháp sư nói chút về điều mắt thấy tai nghe, còn không lui xuống. Dạ, tuân lệnh. Thiện tài, lời thức ăn đi. Pháp sư mời. Mời. Thần thiếp vừa có được một bài thơ mới từ thương khách Trường An. Không biết có phải tác phẩm mới của Dương Ký hay không? Mời pháp sư giám định cho. Dương Ký vì chúng ta ngày nay lấy thơ hội bạn, thường có phong thái, bần tăng sẵn lòng chỉ giáo. Đồng cảo bác mậu dông, đồ nhất dục hợp nhất. Đây thật sự có chút vị của Dương Ký. Đúng rồi đó, đúng rồi. Để bần tăng xem kỹ một chút. Thụ thụ giai thu sắc, sơn sơn di lạc quy, lộ nhân khu độc quản, liệt mã đới tình quy, tương cố vô tương tự, trường ca hoài thái di. Rất hay. Đúng là tác phẩm Dương Ký. Thơ Dương hay mà không qua lệ, dễ hiểu mà sâu sắc, rất được chúng nhân yêu thích. Nếu đã là vậy,
Thần thiếp cũng có một tác phẩm dụng về, đặc biệt nhờ pháp sư chỉ giáo nhiều hơn cho. Bần tăng xin lắng tai nghe. Phật tử Trường Phong độ đạo hải, Trượng sách Cô Trinh tẩu trần ai, Nhất lộ Hoàng Sa sái nguyệt lộ, Dạng điểm tinh lục nhiễm linh đài, Đà linh quá nhân tự trung lý, Hồng nhan tằng khải thu yến lai, Dạ bạn hà hoàng luận không hữu, Luyện thành xá lợi bạn Như Lai. Tiểu muội tính cách kiêu ngạo, thi họa đều được, đại sư nhất định phải chỉ điểm thêm cho. Thơ của Dư muội quả thật viết rất hay, tình trong cảnh, ý trong thơ, tỏ rõ lòng thành của Dư muội. Nếu như đem câu cuối bài thơ Hà Quảng đổi thành Hà Bích. Sao chứ? Hà Bích. Bạn Như Lai đổi là cúng Như Lai, hả không dịu hơn sao? Đúng vậy. Hà Quảng có ý không kịp, Hà Bích mới thể hiện lòng thành hữu tình. Đúng vậy. Bạn Như Lai đổi thành cúng Như Lai cũng rất là tuyệt diệu. Sửa đổi này Dư muội hạ xuống một bậc mới thể hiện được thành kính. Đúng vậy. Pháp sư, đại dương đối đãi như vậy Quyền Trang làm sao gánh nổi. Bổn dương tỏ chút sự tôn kính, pháp sư không cần câu nệ đâu. A Di Đà Phật. Pháp sư Quyền Trang, lão nạp đã từng đến Trường An được nghe đại sư giảng kinh, không ngờ tuổi già có phước, có thể ở Cao Xương nghênh tiếp pháp sư, đúng là kiếp này có phước. Quyền Trang sang tay thỉnh kinh, không dám kinh nhiễu, ở lại hai ngày là phải lên đường rồi. Đâu cần phải vội vã như vậy, nơi này cổ sát kinh sách rất nhiều, pháp sư thoải mái nghiên cứu chỉ giáo nhiều hơn. Bổn dương sẽ cùng pháp sư đi dạo một vòng. Tuyệt đối không được. Đại dương bận rộn việc nước, lo trăm ngàn việc, nhất thiết không được phân tâm vì bần tăng. Đại sư đi đường mệt nhọc rồi, hãy nghỉ ngơi sớm chút. Bổn dương xin cáo từ. A Di Đà Phật. Việc đại sư sang Tây, các nước Tây vực đã sớm truyền lời ca tụng, không thể không ngẩng đầu chờ đợi. Mấy ngày nay được chiêm ngưỡng bảo vật quý quốc, được phép đọc kinh sách, nhiều điểm khác với đại đường. Chùa chiền tượng Phật cũng khác với Trung Nguyên. Mong muốn sang Tây càng nôn nóng hơn. Nhờ đại sư truyền tấu đại dương, bần tăng dự tính ngày mai khởi hành. Ồ, vậy làm sao được. Đại vương lệnh lão nạp khuyên pháp sư ở lại bái làm quốc sư, sửa cung điện thành chùa, đại hương Phật pháp, không biết tôn ý pháp sư như thế nào. Bần tăng xin nhận ý tốt của đại vương, chỉ là Quyền Trang thầy nguyện sang Tây, tuyệt đối không từ bỏ giữa đường. Vậy lão nạp nhất định bẩm báo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời. Mời.
Pháp sư, A-di-đà Phật. Đại dương là chí tôn một nước đến thăm Bần Tăng. Quyền Trang không biết, thật quá thất lễ, rất mong thứ tội. Ta lấy thân đệ tử bái kiến quốc sư, há có tội gì? Mời. Thánh thượng đại đường cũng kính trọng tam bảo như đại dương. Thiên triều đất đai rộng lớn, nhân tài tề tựu hơn gấp trăm lần Cao Xương. Lúc nhỏ ta từng theo cha Chu Du Trường An lạc thành, gặp qua vô số cao tăng, chưa ai khiến ta kính ngưỡng. Duy pháp sư đại đức đại trí đại dũng, tăng tục Cao Xương không hề tiếp cận. Ta nguyện theo lễ của đệ tử cung phụng pháp sư cả đời, giáo hóa dân dân ta, chấn hưng Cao Xương ta, lòng thành đệ tử trời đất có thể chứng giám. Xin pháp sư tuyệt đối đừng thoái thác. Lòng thành của đại dương Bần Tăng xin nhận. Ơn đại dương Bần Tăng suốt đời không quên. Nhưng Quyền Trang sang Tây là vì lý nghĩa Phật pháp Trung Quốc hỗn loạn, kinh văn phân tán không đủ, nên muốn đến Thiên Trúc thỉnh chân kinh. Bần Tăng không ngại một mình đi vạn dặm, lẽ nào lòng Bần Tăng không chân thành như đại dương sao? Mong đại dương thu hồi thánh mệnh. Đệ tử ngưỡng mộ pháp sư, lòng vững như đá. Quyền Trang mong thỉnh chân kinh trở về, chết không từ nan. Đệ tử khổ tâm thỉnh cầu, chẳng lẽ sư phụ không có chút lòng thương xót sao? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme.